Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đánh giá công tác giám sát tín dụng chính sách tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Trong 9 tháng đầu năm, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra phức tạp, nhưng dòng vốn tín dụng chính sách vẫn tăng trưởng hơn 15%, qua đó đã giúp cho những đối tượng yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách ổn định cuộc sống. Theo đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tiếp tục tập trung các nguồn lực giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn làm ăn cải thiện đời sống trước, trong và sau đại dịch COVID-19. Tổng nguồn vốn đến cuối tháng 9 năm 2020 đạt trên 2.766 tỷ đồng, tăng 360 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, nguồn vốn địa phương 1.198 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43% tổng nguồn vốn, tăng 316 tỷ đồng so với năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt trên 900 tỷ đồng với gần 20.000 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt gần 550 tỷ đồng, nợ quá hạn và nợ khoanh khoảng 3 tỷ đồng, giảm 193 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng dư nợ.